anh em, nếu anh em muốn giảm pin giảm lag khi chơi game thì hãy tải thử Gear Booster và đừng quên nhập mã Hanakoshi để nhận thêm nhiều ưu đãi cũng như ngày sử dụng miễn phí nhé. Chúng ta phải tới một cái máng lợn cũ Only Up. Tối ngày hôm qua tôi ngồi tôi luyện rồi anh em à. Tôi học thuộc thêm mấy cái trick nữa. Oh, don't look up. We need to get to the top. Chiêu nào, nói chung là cái đoạn này qua nhiều lần lắm rồi, cho nên là chúng ta không có ngại, hiểu không? Cái đoạn này qua cái một. Chẳng qua là nó hơi tốn thời gian xíu thôi. Cả tầm 10 phút là tôi đã lên được trên kia rồi. Xin lỗi anh em nha. Cái tôi nó cao quá, tôi muốn trải nghiệm cái mới, cái thành thử ra nó kỳ. Tôi mà không phá đảo cái game này thì tôi sẽ không cưới chồng. Bình tĩnh nào, tôi có thể làm được. Cái giường nữa. Tôi mà thử pha này không được nữa là tôi out game luôn nè. Ra mở hẻ cái pha này. Rất mệt. Few moments later. Thấy chưa? Mẹ cãi à. Trời ơi là trời. Ném tí nữa thì cút. Từ từ. Cái đoạn sập xuống là cái đoạn nào nhờ? Trời quá. Đoạn sập là đoạn này hả? Birth, kindergarten, school, army, institute, factory, death. Hello, kinfolk. Thank you.
cứ như biết rinh đó nha. Nó cứ vội vội nào á. Tắt già. Chị mà phá đảo em sẽ ngủ với chị một đêm á. Nani? Tắt chim mày bây giờ. Hôm qua tôi là hôm hồi nãy tôi lướt hai lần trong 30 phút. Hôm qua tôi không lướt lần nào. Bị Sam lướt và Hana đoạn này hôm qua nhớ xem rồi mà. Thì đoạn này hôm qua xem rồi mà hôm nay thì ra vu thôi anh ơi. Tới nơi rồi mày thấy tao giống buồn ngủ không mà mày kêu tao thêm tiếng nhạc nữa cho tao chết đi hay gì? Chơi cái này tâm lý hay không tâm lý nhưng mà quan trọng là bị sợ độ cao ấy. Nhìn xuống nó cứ bị School sucks. It would have been better to learn how to make money, how to adapt socially, how to fight cognitive distortions. But over the years in school, I've only gained scoliosis and hatred for people. The more I know, the less I know. Sao độ cao quá. To all the foolish, happiness from madness. Trời ơi, to all the smart, woe from wit. Cái não kìa, ủa mình sưu tập cái não này để làm gì ta?
Thôi không cần. Trời ơi là trời. Con mẹ nó cái giường phải kinh thiệt. Don't be afraid. Đã thế tôi chơi cái tâm lý, đã thế tôi chơi cái tâm lý rất thì thôi luôn anh em ạ. Tôi chơi tối luôn, tôi speedrun luôn. Này mà rớt nữa là tôi chết luôn á. Cái này chắc là cái máy massage cổ vai gáy anh em ạ. Anh em nào kêu tôi mỏm thì chuẩn bị coi nè. You are about to meet the king of the world. He will answer any one question you have and he will grant you one wish. Ý mà đừng có khen hay nha anh em, đừng có mà bất ngờ nha anh em. Wow, tôi đã lên được tới đây rồi anh em ạ. Kìa, bắn này cũng phải bắn cao chứ, bắn như vậy rồi à, chán thiệt, không có nhảy bén gì chứ. Đấy nó phải như thế. Hôm nay đã tịnh rồi Đức Phật ạ. Con nghĩ hôm nay là một ngày thật là tuyệt vời để con có thể con đã giác ngộ rồi. Con biết tại sao ngày hôm qua con mở 200 hòm mà không ra dao rồi. Nam nam. Đáng lẽ ra 100 ki không ra gì thì con phải nên dừng lại rồi. Đấy người ta gọi là giác ngộ, con đã quá tham lam. Cho nên ngày hôm nay con đã nhận thấy rằng con rất sai. It has been said that the greatest fear in life, the one that gives rise to all other fears, is the fear of death. Cầu Nại Hà đúng không? Mình đi qua đoạn này. Không. Cái ngõ
người mà nghiệp quá, người ta sẽ không có được my grandmother said I wouldn't survive. Người ta bị chìm xuống á, xong con hồ của người ta bắt my grandmother was dragged away by a whale on the old pier. Đoạn này khó đi quá mọi người ạ. Hình như là nhảy tới đâu là nó rớt xuống nhờ. Cái nào là đồ rớt xuống nhờ? Tôi quên mất rồi. Cái trước mặt là rớt này. Đi bên trái có đường ở đâu? À. Rồi ơi, cái miếng phô mai này chắc rớt này. Còn cái bông cúc này có rớt không? Cứu tôi. Mô Phật. Hôm nay tâm con đã giác ngộ. Cái này là cây bồ đề. Má, cái tay của tôi ướt cái bàn luôn á mọi người. Trời, Ủa cái gì mà cao vậy? Deja vu à? Ủa sao giống cái đoạn mà hồi nãy mình mới lên quá vậy? À con này con rồng. Stop drifting. Run to the finish line. Give up your hopes, and if your well-being is important to you, be your own savior while you can. Mà con rồng mà tôi sợ rớt lắm. Ủa? Làm sao để mình leo lên con rồng nhờ? Con rồng mà tôi sợ rớt lắm. Ủa? Con rồng nó quạt té hả? Fuck yeah. Mình né nó chỗ nào? Nhìn con này trông nó hiền lắm. Chắc nó sẽ không làm hại gì mình đâu. A few moments later. Con chó. Ủa, nó lên cao rồi nè. Là nó chạy theo một vòng tuần hoàn đúng không mọi người? Nó lên cao, nó xuống rồi mình lại lên tiếp đúng không? Mẹ mà nó cuốn cái xe kìa. Ồ, tới cái máy tính là nắp đúng không? Sắp tới mặt trăng rồi kìa. Ủa, có cần phải lên máy bay này không? Giờ nhảy luôn nhá. Ồ. À, cái cục máu bút chì đúng không? Cái phết.
Má. Sao giờ? 2000 years later. Đây có cái cục xanh ở đây đây. Cái nút xanh à? Đâu? À, phát mẹ nó tưởng phá đảo rồi chứ phải liền à. Trời ơi trời, kiếp nạn còn bao nhiêu nữa vậy? Cậu sao? Cái này sao? Chơi cái thể loại game thì nữa phải liền mà phải cứ cuối cùng con cũng phá đảo được rồi ba má ơi. Tự hào quá. Bây giờ quan trọng là nữ streamer phá đảo Only Up đầu tiên ở Việt Nam 166 phút. Chú chip phá đảo chưa nha? Thôi xóa game thôi nha. Thôi quá là đẹp rồi. Chú chip còn ở dưới Only Up á. Ê, ngày mai chú chip on nên em biết phải làm gì đó. Chú chip on cái là chú ơi, hôm qua Hana nó phá đảo Only Up trong 166 phút. Anh em bây giờ anh em ngọng con mà gặp anh em hoa quả sơn là ê, phá đảo chưa? À chưa phá đảo hả? Phá đảo rồi, 166 phút nè.